Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình nhân dân. Chương trình trưa nay ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội dành cả ngày hôm nay tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4. Israel tuyên bố chưa cắt giải Gaza. Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô thêm 300.000 thùng một ngày. Quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện lời hứa trong các kỳ họp Quốc hội thường vụ trước đó. Dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phát biểu phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đây là cơ hội để các thành viên chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn. Khác với kỳ họp trước, Quốc hội chất vấn theo nhóm vấn đề nóng. Kỳ chất vấn này, đại biểu sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ, trưởng ngành theo 10 nghị quyết của Quốc hội khóa 14, 15. Thông qua hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ nắm được tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Thông qua giám sát và theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát, các thành viên chính phủ có cơ hội báo cáo với Quốc hội, cử tri và nhân dân về những việc mình đã làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo, tận gốc những vấn đề Quốc hội đã đặt ra. Mặc dù không phải lời hứa và cam kết nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay. Nhưng Quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình tiến độ thực hiện và quan trọng nhất, những gì đã hứa trước Quốc hội, cử tri và nhân dân, những nhiệm vụ Quốc hội đã giao thì cần phải được hoàn thành. Đồng thời, thông qua hoạt động tái giám sát sẽ khẳng định rõ nét hơn một Quốc hội luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp, sát hợp với thực tiễn, hiệu quả và khả thi để tiếp tục thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Theo chương trình, Quốc hội sẽ chất vấn 21 lĩnh vực chia làm 4 nhóm gồm kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính, tư pháp, văn hóa xã hội. Phiên chất vấn được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày và được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát. Sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 15 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và một số nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài đang được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực vẫn còn những hạn chế bất cập, trong đó Phó Thủ tướng cho biết tiến độ hoàn thành các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch tỉnh còn chậm. Giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trong gói 40.000 tỷ đồng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn chậm, tiếp cận tín dụng còn hạn chế, tăng trưởng tín dụng còn thấp, nợ xấu có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nêu rõ những bất cập trong việc chưa ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8, tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, cải cách sách giáo khoa chưa đáp ứng yêu cầu, số người lao động mất việc làm, giảm giờ làm, rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng cục bộ. Còn để xảy ra một số vụ việc cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng và phát sinh một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp.
báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề và chất vấn liên quan tới 21 lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực được Quốc hội quan tâm tiến hành giám sát nhiều lần. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội nêu rõ, một số báo cáo chưa nêu rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, những nhiệm vụ chưa hoàn thành, một số tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp còn chung chung, chưa gắn với quá trình tổ chức thực hiện, chưa làm rõ được trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước cần đề cao trách nhiệm cá nhân, công tác phối hợp hành động để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nghị quyết của Quốc hội, chú trọng công tác ban hành văn bản, kế hoạch triển khai, phân công thực hiện đối với từng nghị quyết, giao cơ quan chủ trì báo cáo, đầu mối phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Ông Bùi Văn Cường cũng cho rằng công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để bảo đảm các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hai ngành trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị và phòng chống xâm hại trẻ em. Đây là những nội dung đáng chú ý trong báo cáo trước Quốc hội sáng nay của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Trong 4 năm từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2023, các tòa án đã thụ lý 126 vụ với 375 bị cáo, đã giải quyết xét xử 114 vụ với 348 bị cáo, phạm các tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đạt tỷ lệ hơn 90% về số vụ và gần 93% về số bị cáo, vượt 2,5% chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 100% các vụ án liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được đưa ra xét xử đúng thời hạn. Luật định, chất lượng giải quyết xét xử đảm bảo, đến nay chưa phát hiện các trường hợp oan hoặc là bỏ lọt. Tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp khác để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Qua thực hiện chức năng nhiệm vụ, Viện Kiểm sát các cấp đã ban hành 14 kiến nghị với các cơ quan tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong hoạt động quản lý liên quan về đất đai. Liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em theo yêu cầu của Nghị quyết số 121 của Quốc hội, trong 4 năm, tòa án đã thụ lý 7.064 vụ, đưa ra giải quyết xét xử 6.755 vụ với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ hơn 95%, vượt 5,63% so với chỉ tiêu. Phối hợp thực hiện, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và bảo đảm truy tố đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 100%, vượt 10% và truy tố bị can đúng tội danh, đạt tỷ lệ 99,99%, vượt 4,99% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Trong phiên chất vấn sáng nay về nhóm vấn đề kinh tế tổng hợp liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội và làm rõ công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh. Về phía góc độ ngân hàng và theo thống đốc, đâu là khó khăn vướng mắc? Và thống đốc đã đề xuất giải pháp gì với chính phủ để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới? Thế và cái giải ngân cái gói này thì vẫn còn hạn chế, thì chúng tôi cũng đánh giá những cái nguyên nhân. Thứ nhất đó là cái nguồn cung về nhà thuộc đối tượng của chương trình này thì cũng còn hạn chế. Thế và đặc biệt là cầu, nhu cầu về nhà ở thì rất là lớn, nhưng mà nhu cầu của người dân quyết định là đi vay để mà mua nhà thì đấy lại là một cái câu chuyện người dân phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Cái thứ hai nữa là điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội thì hiện nay thì cũng còn có ý kiến phản ánh là chưa phù hợp với thực tế. Kính thưa Bộ trưởng,
Nghị quyết 41 Quốc hội 15 tại kỳ họp thứ 2 đã nêu khẩn trương xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh. Và trong năm 2021 thì sửa đổi quy định về quản lý sử dụng vốn ODA. Xin hỏi Bộ trưởng, công tác này đã được thực hiện như thế nào? Và đến mùng 4 tháng 5 2023 thì mới ban hành Nghị định 20 sửa đổi Nghị định 114 thì có ảnh hưởng gì đến tiến độ giải ngân vốn ODA không? Cái tiến độ hiện nay của các cái dự án ODA thì báo cáo với cả Quốc hội và đại biểu là đúng là nó vẫn chậm so với cả yêu cầu. Ngoài những cái nguyên nhân mà nó giống như là cái đầu tư công nói chung thì các cái dự án ODA thì còn phải chịu rất nhiều các cái quy định khác nhau. Mặc dù là cái Nghị định 20 có sửa đổi cái 114 nhưng mà chúng tôi cho rằng được chắc chắn là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu một cách nó căn cơ hơn nữa. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư tài chính ngân hàng sẽ được các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn trong chiều nay. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin liên quan đến lĩnh vực này trong bản tin thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Mời quý vị chú ý theo dõi. Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 54 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được trao giải tại lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 diễn ra tối ngày 5 tháng 11 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng Ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, các cơ quan thông tấn báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao giải. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và những tác phẩm xuất sắc đạt giải năm 2022-2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 là hoạt động nhằm nâng cao và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời góp phần cổ vũ, tôn vinh, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng hành vi tham nhũng tiêu cực. Năm 2022-2023, 1.078 tác phẩm từ 121 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế, sức lan tỏa, sự thu hút quan tâm, tham gia đông đảo từ các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo trên cả nước. Các tác phẩm tham dự đã phản ánh sinh động, trung thực, khách quan về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Nhiều tác phẩm có nội dung sâu sắc, được thể hiện công phu, sáng tạo, lan tỏa và có hiệu ứng cao trong xã hội. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế chính sách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước trên trường quốc tế. 54 tác phẩm xuất sắc ở 4 thể loại, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đã được ban tổ chức lựa chọn để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 28 giải khuyến khích. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tập trung tìm cách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU và gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Để chống khai thác bất hợp pháp và gỡ thẻ vàng, một trong những yêu cầu mà Thủ tướng giao các cơ quan chức năng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp, các địa phương là bảo đảm chứng nhận truy gốc nguồn gốc thủy sản. Theo đó cần tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự, trong đó đặc biệt tập trung vào các lô hàng với cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu thủy sản từ các đối tác lớn đến từ những thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc gia tăng đáng kể, nhiều mặt hàng ngược dòng tăng trưởng tới hơn 2 con số. Đặc biệt vào cuối năm, nhu cầu thủy sản từ thị trường này thường tăng cao do phục vụ các dịp lễ, nên dự báo tình hình tiêu thụ và nhập khẩu tại Mỹ sẽ khả quan hơn trong 2 tháng còn lại.
Xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm và năm 2024 phụ thuộc phần lớn vào những biến động trên thị trường Mỹ. Hiện khối lượng nhập khẩu tôm từ thị trường này bắt đầu hồi phục, song giá nhập vẫn thấp hơn khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa đông xuân 2023-2024, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống gần 1,5 triệu hectare, với sản lượng dự kiến là 10 triệu tấn lúa, tập trung vào những giống lúa thơm, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong khi đó, thời điểm hiện nay, nhiều quốc gia đang tăng cường nhập khẩu để bù đắp nguồn thiếu hụt. Tuy nhiên, nhìn nhận từ các chuyên gia, nếu xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay đạt 8 triệu tấn, thì bước sang năm 2024, lượng tồn kho sẽ rất mỏng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải thận trọng trong ký hợp đồng, tránh những rủi ro nếu không lường trước được nguồn cung. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết ngày 24 tháng 10, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với nhôm đùn ép và các sản phẩm của nhôm nhập khẩu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Trước vấn đề trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội tiếp tục thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị cáo buộc để ứng phó xử lý vụ việc. Đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm liên quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc, nắm vững quy định trình tự thủ tục điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ, cùng với đó hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bộ Công Thương dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa sẽ tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tiêu dùng nội địa còn yếu, phục hồi chậm, do đó cần có các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa để gia tăng tổng cầu tiêu dùng trong nước. Về giải pháp kích cầu tiêu dùng, chính phủ thực hiện kích cầu tiêu dùng bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong tiêu dùng để tăng sức mua, giảm lãi suất, giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng cho vay tiêu dùng, đồng thời giãn, khoanh nợ và tăng hỗ trợ an sinh xã hội. Cùng với đó, giảm giá hàng tiêu dùng cũng có tác động rất lớn tới tâm lý chi tiêu, thúc đẩy tiêu dùng, tăng tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Tại tỉnh Hải Dương, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tăng 7,3% so với tháng 10 năm 2022. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, một số ngành tỷ trọng lớn tại Hải Dương có chỉ số tăng cao, tác động nhiều đến chỉ số chung của toàn ngành, đó là sản xuất xe có động cơ tăng 21,8%, sản xuất phân phối điện tăng 17%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,7%, sản xuất sản phẩm điện tử tăng 3,6%. Một số ngành vẫn duy trì mức tăng trưởng âm do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế. Ngành sản xuất thiết bị điện giảm 30,5%, sản xuất than cốc giảm 17,1%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 5,9%, may mặc giảm 5%, sản xuất giày dép giảm 3,3%. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 10 năm 2023, đã có 35.565 doanh nghiệp cá nhân, kinh doanh, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hơn 51,6 triệu hóa đơn. Lũy kế đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,6 tỷ hóa đơn, bao gồm hơn 51,6 triệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục vận hành hệ thống hóa đơn điện tử, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông suốt trên toàn quốc, đồng thời sẽ triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác chống gian lận hóa đơn điện tử, công tác thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Cũng theo Tổng cục Thuế, số doanh nghiệp nước ngoài kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử tăng thêm 17 đơn vị so với cuối tháng 6 năm 2023. Tính từ đầu năm tới ngày 30 tháng 10, số thuế các nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Google, Facebook, Netflix đã nộp là 8.020 tỷ đồng. Năm ngoái họ nộp gần 3.480 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử. Như vậy, từ tháng 3 năm 2022, khi cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài được vận hành, các doanh nghiệp này đã nộp gần 11.500 tỷ đồng tiền thuế. Theo Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8 năm 2023, 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình. Năm nay có nhiều địa phương xin trả lại vốn vay hơn năm 2022. Tính đến hết tháng 8 năm trước, chỉ có 7 địa phương xin trả lại vốn vay khoảng 1.500 tỷ đồng. Các địa phương xin trả lại vốn vay theo cơ quan quản lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều địa phương xin điều chuyển chủ yếu do dự án đã kết thúc, hết thời hạn giải ngân,
hoặc không còn nhu cầu giải ngân, phần vốn tỉnh chưa phân bổ. Bên cạnh đó, chiếm phần lớn khoản tiền xin hoàn trả là do các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã bố trí đủ nguồn để triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt giúp cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ. Thực hiện cải cách hành chính tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, Quốc hội dành thời gian đánh giá về tiến độ và hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Đây cũng là chủ đề của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm tạo ra nguồn cung tín dụng lên đến 2 triệu tỷ đồng. Giảm 2% thuế suất VAT hàng loạt mặt hàng, đầu tư lớn cho phát triển hạ tầng, tạo động lực để phục hồi kinh tế. Đó là những nội dung nổi bật của nghị quyết số 43, một quyết sách lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong nỗ lực tạo ra tốc độ tăng trưởng từ 6,5 đến 7% một năm trong giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, thời hạn giải ngân chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội sẽ khép lại. Tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng có thể nói sức hấp thụ của doanh nghiệp và cả nền kinh tế vẫn còn yếu, làm hạn chế mức độ hiệu quả của chương trình. Tới nay, phần ngân sách dành cho phát triển hạ tầng với tỷ trọng lên đến 50% nguồn lực thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, một số chính sách chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn tình trạng doanh nghiệp cần thì không thể tiếp cận được nguồn vốn, doanh nghiệp đủ điều kiện lại không có nhu cầu vay. Chủ yếu là do cái nền kinh tế họ gặp khó khăn, thế nên là nhiều doanh nghiệp thì có đủ điều kiện vay thì lại không vay vì do đơn hàng, do tình hình sản xuất. Đấy, nhưng mà được một số cái muốn vay thì lại không đủ điều kiện vay. Vấn đề thứ hai là do cái thiết kế chương trình của chúng ta cũng rất là thận trọng. Ta có quy định rằng là đối với cả những cái dự án có khả năng phục hồi, từ này làm dẫn đến là các cái người cho vay, các doanh nghiệp cho vay, đơn vị cho vay và các cái doanh nghiệp đi vay cũng rất là ngại trong cái việc hiểu thế nào là cái doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Theo ước tính, chính sách giảm 2% thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 11.700 tỷ đồng. Việc hỗ trợ lãi suất 2%, dù gói hỗ trợ lên tới 40.000 tỷ, nhưng tới nay mới chỉ giải ngân được gần 800 tỷ. Những kết quả này chưa tương xứng với mục tiêu đề ra và chưa tạo ra một động lực đủ lớn để phục hồi nền kinh tế. Đó là lý do nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân tới hết năm 2024 và tăng liều lượng hỗ trợ để tạo ra động lực phục hồi kinh tế mạnh hơn nữa. Đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì phát triển, sản xuất kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, ngân sách nhà nước. Tôi thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ, đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% có thời hạn. Đề nghị Quốc hội Chính phủ tiếp tục miễn giảm thuế phí trong thời gian tới với liều lượng cao hơn và đối tượng mở rộng hơn. À, cụ thể như là việc giảm thuế VAT thì nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng. Để kích cầu nền kinh tế thì tôi nghĩ rằng là nên giảm VAT cho tất cả các mặt hàng của nền kinh tế thay vì chỉ một số mặt hàng. Thưa quý vị, nghị quyết số 43 đưa ra một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp từ giảm thuế, hỗ trợ vốn cho tới đầu tư những công trình hạ tầng,
đó là nỗ lực to lớn và bài bản để tạo ra động lực phục hồi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, những chính sách này vẫn chưa mang lại tác động rõ rệt cho nền kinh tế. Nguyên nhân cơ bản là năng lực hấp thụ vốn và các chính sách ưu đãi của cộng đồng doanh nghiệp đang ở mức thấp sau một quãng thời gian khó khăn do dịch bệnh và những đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu gây ra. Việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 và tăng mức hỗ trợ là thực sự cần thiết để vực dậy nền kinh tế. Tiếp theo chương trình trong phần tin quốc tế, Israel tuyên bố chia cắt dải Gaza. Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô thêm 300.000 thùng một ngày. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Daniel Hagari, đêm ngày 5 tháng 11 cho biết lữ đoàn Golani đã hoàn tất việc bao vây thành phố Gaza, thủ phủ của dải Gaza, và đã tiến tới bờ biển của vùng lãnh thổ này. Theo người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Hagari, việc Israel chia cắt dải Gaza thành hai vùng Bắc Nam là một bước tiến đáng kể trong gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas. Ông cũng kêu gọi dân thường ở phía bắc dải Gaza nhanh chóng di chuyển xuống phía nam và nêu rõ quân đội Israel đang gia tăng các cuộc tấn công với cường độ mạnh hơn. Trong đêm 5 tháng 11, các phong trào vũ trang tại dải Gaza đã phóng nhiều loạt tên lửa vào miền trung và miền nam Israel, trong đó có nhiều loạt tên lửa vào thành phố Tel Aviv và sân bay quốc tế Ben Gurion. Trước đó, quân đội Israel thông báo đã phát hiện một mạng lưới đường hầm, trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa của lực lượng Hamas ngay bên dưới hoặc sát với một số bệnh viện ở phía bắc dải Gaza. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5 tháng 11 tại bờ Tây, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố chính quyền Palestine chỉ có thể trở lại nắm quyền ở dải Gaza nếu tìm được một giải pháp chính trị toàn diện cho xung đột Israel-Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh chính quyền Palestine chỉ nắm quyền trở lại ở dải Gaza trong khuôn khổ một giải pháp chính trị toàn diện, bao gồm toàn bộ khu bờ Tây cũng như Đông Jerusalem và dải Gaza. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng chính quyền Palestine cần đóng vai trò trung tâm về những gì xảy ra tiếp theo ở dải Gaza. Theo ông, việc chính quyền Palestine kiểm soát dải Gaza suy cho cùng là việc có ý nghĩa nhất, song cho rằng các nước cũng như các tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò quản lý và bảo đảm an ninh tạm thời. Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tuần trước, Ngoại trưởng Blinken cũng cho rằng chính quyền Palestine cần giành lại quyền kiểm soát Gaza. Phong trào Hồi giáo Hamas, đối thủ của đảng Fatah của Tổng thống Abbas, đã nắm quyền kiểm soát dải Gaza từ năm 2007. Nepal đã kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân động đất vào ngày 5 tháng 11, 36 tiếng kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh 5,6 độ, khiến cho ít nhất 157 người thiệt mạng. Sau khi thông báo kết thúc tìm kiếm nạn nhân động đất, Nepal tập trung vào việc cung cấp thực phẩm và nơi lánh nạn cho những người sống sót. Huyện Jajarkot của tỉnh Karnali là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi trận động đất ở Nepal với 105 người thiệt mạng. Nhiều người dân ở đây đã phải ở ngoài trời suốt cả đêm do nhà cửa của họ đã bị sập trong trận động đất. Họ cho biết đang rất cần thực phẩm và lều trại. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm và đang cố gắng đưa hàng cứu trợ đến tay người dân vùng thảm họa. Công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do có nhiều tuyến đường dẫn tới khu vực bị nạn đã bị phá hủy. Cảnh sát cho biết hiện đã liên lạc được với các cộng đồng bị thảm họa, tuy nhiên vẫn đề phòng trường hợp còn những cộng đồng bị cô lập, không trao đổi được thông tin với bên ngoài do vùng thảm họa tương đối hẻo lánh. Ngày 5 tháng 11, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ tiếp tục tự nguyện giảm xuất khẩu dầu thô ra thị trường thế giới thêm 300.000 thùng một ngày cho đến cuối năm 2023. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết, việc cắt giảm sản lượng dầu thô thêm 300.000 thùng một ngày nhằm tăng cường các biện pháp mà các nước OPEC cộng thực hiện để duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ. Trước đó, Nga đã bắt đầu tự nguyện giảm sản lượng 500.000 thùng dầu một ngày so với mức trung bình hồi tháng 2. Hiệu lực của mức giảm này đã được gia hạn nhiều lần, lần đầu tiên là đến hết tháng 6, sau đó là đến cuối năm 2023, và sau cuộc họp OPEC cộng diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại Viên, Áo, quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện đã được gia hạn đến cuối năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.